Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bên đèn hoàng gia.vn xin giới thiệu mọi người mẫu đèn LED cắm cỏ inox công suất 9W, ánh sáng đổi màu. Đây là hình thức của cái mẫu đèn này. Đèn này chất liệu của nó là vỏ, thân vỏ toàn bộ là bằng inox 304. Riêng chân cắm của nó là dạng hợp kim nhôm nhé. Nó còn có chân đế, thông thường là sử dụng chân đế này. Đấy. Còn cái này là chân cắm. Chân cắm thì lắp đặt ở những bãi cỏ, bãi đất thì nó tiện hơn. Khi mình chiếu cây, đấy, mình có thể cắm xuống và chọn hướng. Cắm bất kỳ vị trí nào mình cảm thấy cần chiếu vào cây hay là tường chẳng hạn. Thông thường là chiếu cây. Cái mẫu này là công suất 9W. Ngoài 9W ra, bên đoàn hàng gia còn cấp loại 3W, 6W, 12W, 24W, 18W và 36W. Thì cái mẫu công suất càng cao thì đèn càng to. Ví dụ công suất 3W thì nó nhỏ hơn, công suất 36W thì nó lớn hơn. Ánh sáng của nó là ánh sáng đổi màu. Ánh sáng đổi màu thì nó sẽ có 7 màu. Dạng RGB sẽ có 7 màu, gồm có 3 màu cơ bản là màu R là đỏ, G là green, màu trên là cây, B là blue, màu xanh dương, phối thêm 4 màu nữa là xanh lơ, trắng vàng và màu tím. Đèn nó sẽ tự động nháy đổi màu liên tục. Ở cuối video này mình sẽ lồng vào một cái đoạn video mình cho hắt cái mẫu đèn này hắt lên tường và chiếu vào cây với mẫu tương tự như thế này, 9W đổi màu chiếu vào cây để mình xem được cái ánh sáng của nó. Đấy. Ngoài ánh sáng đổi màu ra thì cái mẫu này còn có ánh sáng một màu như là màu trắng, màu vàng, màu trung tính, màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá và màu tím. Thì trong đó màu vàng và màu đổi màu là được sử dụng nhiều nhất trong chiếu sáng sân vườn, nhất là ánh sáng màu vàng. Về điện áp, đèn này thì có hai loại điện áp thấp. Mình có thể đặt là loại 12 24V hoặc là loại cắm trực tiếp 220V. Khi sử dụng loại 12 24V thì bắt buộc mình phải sử dụng qua cái bộ nguồn hạ áp. Đấy, ví dụ như cái bộ nguồn này hạ áp từ 220 xuống 24V AC. Đèn đổi màu thì bắt buộc là phải sử dụng nguồn điện AC, tức nguồn điện xoay chiều. Khi sử dụng cái nguồn điện áp thấp thì cái mình lưu ý là phải đi cái hệ thống dây đủ lớn để không làm suy hao điện áp trên đường dây. Nó sẽ giảm thiếu áp của hệ thống đèn, lúc đấy có thể gây cháy đèn hoặc cháy nguồn. Còn với thì điện áp 220 thì mình sử dụng nó cũng tương tự như các loại thiết bị điện khác, dây dẫn của nó. Mẫu đèn này thì có IP68. IP68 thì có thể chịu đựng được ngoài trời. Thông thường thì đèn này sẽ được sử dụng là lắp hồ coi, lắp âm nước hồ coi. Nhưng một số công trình cần loại vỏ inox lắp cạn thì bên đèn hoàng gia sẽ cung cấp. Lưu ý khi đặt cái đèn này, ví dụ mình đặt lấy đèn này thì phải báo là lắp cạn để lắp cái phần tản nhiệt thêm cho nó. Thông thường để dưới nước thì nước nó sẽ làm mát, không cần tản nhiệt, giống như cái loại lắp trên cạn. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử ánh sáng của nó nhé. Mình sẽ cắm trực tiếp điện vào cái đèn này, thử ánh sáng của nó xem thế nào nhé. Bây giờ sẽ tắt bớt cái đèn đi. Hiện tại đèn bên ngoài rất là sáng. Tắt đèn đi, mình nhìn được rõ hơn về cái ánh sáng của đèn. Đấy. Ánh sáng của đèn là ánh sáng chiếu điểm, nó chỉ chiếu tập trung vào một vùng nhỏ. Đấy. Giúp cho đèn chiếu mạnh hơn, xa hơn. Khi chiếu vào cây thì nó chỉ tập trung chiếu vào cây ấy, chứ không chiếu tỏa ra bên ngoài hay là hắt tường cũng vậy. Nó chỉ tập trung vào một điểm. Đấy. Mình nhìn rõ hơn đúng không? Ánh sáng nó sẽ tự động đổi màu như thế. Chu kỳ của nó cứ đổi màu liên tục và có nháy nhanh, nháy chậm. Nếu cần loại chọn màu thì phải đặt riêng loại chọn màu để lắp đặt thêm cái phần thiết bị thu sóng điều khiển từ xa để chọn màu đúng. Thì ai có nhu cầu cần tư vấn hay cần mua hàng, vui lòng liên hệ với đèn hoàng gia qua số điện thoại là 0393392666 hoặc là số Zalo cũng là 0393392666. Bên đèn hoàng gia thì cung cấp rất là nhiều dòng đèn sân vườn khác nhau. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái video mà cho nó hắt vào tường. Lúc đấy mình sẽ dùng cái chân khác nhé.
cho hắt vào tường và chiếu vào cây để nhìn rõ hơn cái ánh sáng của đèn. Xin cảm ơn tất cả mọi người.